A hey lô, xin chào các bạn, chào lại với kênh của mình thì mình là giáo sư Phúc đây các bạn ơi. Hôm nay chúng ta cùng chơi tiếp tự game Block Food nha các bạn ạ. À. Thì mấy ngày hôm nay mình đã làm rất nhiều cái video nói về cái update 18 các bạn ạ. À, không biết các bạn có thấy hay không nhưng mà ở trong cái video của đó lúc nào mình cũng có nói về một cái trái quỷ mới sẽ được xuất hiện ở trong tự game của chúng ta, đó chính là cái trái ác quỷ mà Yuki Yuki hay là trái băng, à không phải trái băng mà là trái tuyết nó sẽ xuất hiện ở trong cái tự game của chúng ta khi mà update update 18 thì xuất hiện các bạn à, thì cũng đúng thôi. Update 18 này sẽ rơi khoảng cái dịp là cái dịp lại Noel hay giáng sinh các bạn à, giáng sinh thì nó sẽ liên quan tới tuyết một tí thế nên là ra trái tuyết thì cũng hợp lý anh em ạ và hôm nay thì mình đã tìm được một con game mà nó nhái block foot mà nó có trái băng giống anh em ạ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu cái tựa game đó và coi thử coi là cái trái băng thì khi nó ở cái tựa game block foot đó thì nó sẽ như thế nào và liệu nó có sự khác biệt so với cái tựa game block foot của chúng ta khi mới đến hay không nhé. rồi thì nếu mà các bạn cảm thấy thích cái đống trái quỷ ngoài sau lưng mình nè à, thì các bạn hãy nhớ rằng mình sẽ livestream phát trái quỷ vào lúc là mười giờ mỗi ngày hay tức là 7 giờ 15 tối mỗi ngày các bạn ạ à. các bạn nhớ theo dõi mình nhé còn bây giờ thi let's go các bạn ơi đâu và mình có một cái shop ạt bán ạt block food các bạn ạ à. các bạn có thể lấy link ở ngay cái phần mô tả không thì ở cái phần bình luận cũng được các bạn ạ à. nhớ vào đó mua một cái ạt để ủng hộ mình cho mình có tiền để mua ổ bánh mì ăn mỗi buổi sáng nha cảm ơn các bạn bạn cần mua robot đúng không ở đây mình có shop vn shop vn là shop bán robot uy tín hàng đầu Việt Nam được các youtuber du team quảng cáo cũng như là đảm bảo về chất lượng uy tín Thế nên là các bạn cứ mua nick và cũng như tận hưởng những dịch vụ trên shop này mà không cần phải lo lắng về độ uy tín nhé. Đường link của shop mình sẽ để dưới phần mô tả, ấn vào để trải nghiệm dịch vụ của shop nha. Rồi, mình đã vào trong cái con game uh, Blood Food uh, fake đây, các bạn à, Thì các bạn có thấy được là cái con game của chúng ta nhìn nó hơi bị đần lộn tí Cũng như là nó chả có cái vẹo ở trong này cả Ngoại trừ trái các bạn ạ à, Đấy, Thậm chí mình còn chả bấm lên được cái tiệt chiêu đó nữa Nhưng không sao, bây giờ chúng ta chỉ cần review thử tất cả cái tiệt chiêu của trái Sino này Để coi nó như thế nào các bạn ạ à. Ây da, và <laughs> Gớt xuống này là kể như xong luôn các bạn ạ à. nó, nó nhảy, nó không có chơi, chúng ta nhảy nhiều lần nha Rồi, bắt đầu chúng ta coi thử coi là nó sẽ như thế nào nhá. À, và bạn nào muốn trải nghiệm cái con game này thì đừng quên là mình sẽ để cái đường liên nó nằm ngay cái phần mà mô tả các bạn có thể mở ra các bạn xem thử đấy rồi bây giờ hãy cùng review cái tiêu chiêu nhé trước tiên là mình nghe đâu là nó sẽ có uh, như là sáu chiêu năm tiêu chiêu rồi vậy đâu trước tiên là chiêu z phải không mình sẽ bấm chiêu z cho bạn coi nha chiêu z nó là cái gì tiêu uh, chiêu z nhìn nó cứ ớ à, chiêu z nó kiểu uh, nhìn nó cứ đần độn thế nào các bạn khoan mình coi nha đây chiêu à, nó có cooldown các bạn ạ à. À, chiêu xác thì nó kiểu như chúng ta sẽ phun băng vô mặt cái thù của các bạn đâu, phun lại thử coi như, cái này nó bị cái gì các bạn, đây lại các bạn ạ. À. Đấy, khi mà chúng ta di chuyển thì uh, di chuyển được nha các bạn. Di chuyển nó còn xoay xoay người chúng ta nữa, kiểu nó nó đã am cái mục tiêu đó các bạn ạ à. chúng ta sử dụng được chiêu kiểu gì nó cũng sẽ quay mặt theo cái hướng đó thôi. đâu Đó, đi đi kiểu gì nó cũng sẽ quay mặt theo cái hướng đó thôi các bạn ạ à. Mình cũng chả hiểu tại cái lý do tại sao mà con ngoài sau lại là chết trước con ngoài trước này nữa, trong khi mình nãy mình ngậm thổi cái này không các bạn ạ à. Nhưng không sao, đó chắc là cái cơ chế của cái trái ác quỷ mà Yuki Yuki của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cùng tới thử cái thứ, thứ hai thứ con nó là cái gì các đâu, nha các bạn đâu skill thứ hai sợ skill ít nha các bạn skill ok đó các bạn skill ít này là kiểu như là mình sẽ uh, chối người ta ở trong một cái um, một cái phòng băng thì trong cái phòng băng nó có thể là người ta sẽ bị chán rồi sau đó sẽ đánh đập người khác bằng cái cách đó các bạn à tại mình thấy là đây mình thể di chuyển được trong khu vực này các bạn à cộng với nó thì nó mất máu các bạn đó đây cái thằng nốt này bị mất máu nè ô oh, nó sẽ gây hai lần sát thương các bạn các bạn có thấy được không nó sẽ gây hai lần sát thương các bạn đây đầu tiên đẩy ra là bị mất máu rồi phải không giờ dạ, anh em coi nốt này nó sẽ bị mất máu thêm một lần nữa khi mà cái trái băng này giật vô nó oh, được với các bạn ạ à. tức là làm sao tức là khi mà anh em chạy là ôm cả hụ các bạn à. các bạn sử dụng tiền siêu skill này á. thằng đó nó bị dính một lần rồi á nó nó có chạy ra chẳng nữa cũng sẽ bị mất máu đây sẽ là một trái quỷ mà nếu như mà nó được cập nhật y hệt như này mà vào cái tựa game nó của chúng ta chắc là nó sẽ là một cái bv mạnh đó các bạn nghĩ sao về cái ý tưởng này các bạn đâu sử dụng skill nha uhm, sử dụng skill này nha đây cái cooldown của mình nó bị sao nó không cho sử dụng skill ít nữa rồi <laughs> để mình reset cái nhân vật lại cái các bạn cho nó sử dụng được cái skill ít lại cái <laughs> cái skill ít này chắc là một trong những từ chiêu khá là mạnh đó nên mà nó là nó không cho sử dụng nữa rồi sử dụng skill chà đấy ok là chưa dính phát là nghe ngẫm ngay là giật lại cái nữa nè mất máu nữa. đó xịn cực các bạn à hình như là từ chiêu này chúng ta có thể lựa cái vị trí cho nó uh, nãy mình thấy hình như mình có thể lựa cái vị trí cho nó ít đó các bạn chứ không phải là nó phát từ bản thân mình ra đâu mình kiểu mình lựa cái dùng nào đó nó nổi băng ra cho mình nè à. đấy ồ oh, xịn các bạn mà vậy nó cũng không hay lắm tại kiểu như mình mà chơi mà nó hơi dễ dở xíu mình bấm chiêu hụt một cái thì hơi tan các bạn rồi tới từ chiêu c thử nha các bạn Ừ. Uhm. À. Nó là vậy đó các bạn ạ. À. Thì skill sai của nó sẽ là tạo một cái lốc xoáy các bạn ạ. À. Đó, ai mà bị dính cái lốc xoáy đó sẽ bị ăn đam rất là phê các bạn. Đây, Đấy, tuy nhiên thì cái cái tầm lốc xoáy của cái này nó hơi bị nhỏ, mà skill C mình thấy là cái tầm lốc xoáy nó hơi bị chán nha. Nên nên là anh em sẽ thấy được là cái cái khả năng mà gây sát thương nó cũng không tốt cho lắm. Đấy, nhìn chung là mình nhận thấy cái chiêu ít hơn. Mà skill C chắc là nó kiểu một từ chiêu giúp cho chúng ta farm những con quái nó ổn áp hơn các bạn. Đấy, lượng đam của skill C này nó sẽ gây được 3 lần nha. À cho, cho anh em coi kỹ này nè. tạo sát thương đi. một nè hai nè, thậm chí còn này không mất máu nữa chứ, ảo thật đấy các bạn, đâu, thử coi, gì kỳ quá rồi nè một nè, á, à, à. lạ quá nhỉ, ok à, bà và bà, bà nói đi ha, chúng ta hãy cùng tới cái tuyệt chiêu tiếp theo nhá, tuyệt chiêu tiếp theo sẽ là tuyệt chiêu vơi, đâu tuyệt chiêu vơi, thể hiện gì đây, chiêu, à các bạn coi thử coi nó có mất máu hay không sao mình thấy nó kỳ kỳ các bạn khoan các bạn từ từ nhé đợi qua cái khu vực khỉ này. chúng ta coi thử coi nó như thế nào các bạn ạ à. sự, sự kêu c này nhìn nó hơi lạ lạ mình nhìn nó không có quen các bạn ạ à. sự kêu sự kêu vơi chứ này sự kêu vơi nhá khi mà chúng ta nghiến sự kêu vơi này thì um, hình như là một cái skill này chúng ta phải nghiến các bạn ạ à. để cho mưa tuyết nó rớt xuống và khi mà rớt chúng kẻ thù thì nó sẽ gây cái lượng sát thương cho kẻ thù không biết là có làm chặt hay không nhưng mà từ kêu này nhìn có vẻ ác đấy các bạn đâu thử rồi skill kêu Đấy nó sẽ mưa tuyết rơi xuống các bạn à. Đó Tuyết rơi chúng thì nó sẽ bị mất máu các bạn à. Không biết là có hiểu làm chậm hay không Tuyết thì chắc là mình nghĩ là sẽ có làm chậm Nhưng mà đây là một skill mà chúng ta cần phải vận các bạn à. Không thể nào mà kiểu click những cái xong nó mưa tuyết nó rơi xuống liền được Nhìn chung mình chắc là skill này cũng là một skill AWE cho các bạn farm thôi Chứ mình thấy là cái tiệc chiêu mà bá nhất vẫn là chiêu ít các bạn à. Đấy chiêu ít nó bấm một cái mở ra Xong khóa lại phát là tính tiền ngay kẻ thù Đó, Không có phức tạp mấy chiêu kia Nhìn nó đơn giản các bạn à. Rồi bây giờ hãy tích thử cái chiêu cuối cùng của cái anh bạn mà nghe này á, anh bạn Tuyết này thử nghe nó như thế nào. Giờ kêu ép. Sa. Giờ kêu ép có không? gì kỳ ơi, kêu ép ơi. À, chả gì xảy ra nha quái thật đấy giờ kêu kêu ép của mình nó chả có gì xảy ra hết các bạn à kỳ lạ thật bấm skill kêu ép à. mà không có cái không có cái quái gì xảy ra ở trong đây hết các bạn ạ à. rồi ừ, ok vậy là hiểu rồi luôn tức là chát quỷ này chắc là chỉ có uh, chắc là chỉ có bốn chiêu thôi các bạn à. hoặc là chát quỷ này sắp tới nó sẽ được thăng cấp thêm nó sẽ kêu được awakening thêm và xong thêm được chiêu chúng ta tạm thời những cái skill kêu như vậy mình thấy là cũng khá là đẹp đó các bạn ạ à. không biết là khi mà cái tựa game phát này nếu mà nó phát triển mà đúng nha, lên tựa em lưu chúng ta kêu nó có thể đẹp mức nào nhưng mà nhìn chung thì cái trò chơi này chúng ta có thể chơi thử để chúng ta test thử coi nữa như nào à và khi cái từ chiêu ít này nó xuất hiện các bạn ơi chúng ta sẽ không thể thoát khỏi cái cầu tuyết nha tức là anh em bị dính thì kể như anh em chỉ ăn đòn thôi chứ không có kiểu nào phán cự được mình thấy này một cái uh một cái game mà nó mô tả cái trái tuyết khá là hay bạn nào mà thích cái tựa game mà muốn trải nghiệm thử mà cái trái tuyết pha ke này thì các bạn có thể bấm vào cái đường link ở dưới phần mô tả để các bạn vào test nhé còn mình nghĩ thì uh, con game này chơi vô vui cũng được đấy ai mà ai mà kiểu mà không có tính quá thì các bạn có thể vào đây test trước đấy để nữa, nữa mình ra coi thử coi là cái trái tuyết của chúng ta khi mà ra mắt thì nó có được giống như vậy hay không còn bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây nhé anh em mà cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình trong hàng triệu khác nhé giờ thì tạm biệt các bạn